Hé lộ bí mật chấn động chưa ai từng tiết lộ về tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Nếu như nắm bắt được ba cơ hội này sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền vàng bạc tỷ cầm tay, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Mới đây nhất, khi xem lá số tử vi của 12 con giáp trong năm Giáp Thìn 2024, bất ngờ các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã tiết lộ rằng quý tinh chủ tuổi Bính Ngọ, nữ mạng là một trong những con giáp cực kỳ là may mắn trong năm 2024 tới đây. Được trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu mà ăn nên làm ra, tiền tài như ý, sở cầu như nguyện, muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, tài sản không ngừng tăng lên như vũ bão, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu sang, tiền vàng nhất chật két. Vậy vận trình của quý tinh chủ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng diễn ra trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây như thế nào? Làm sao để giải hung, hóa cát, làm sao để chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ? Thì ngay sau đây, xin mời quý tinh chủ tuổi Bính Ngọ cùng theo dõi luận giải nội dung chi tiết. Cuộc đời nữ mạng tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trúng quả giàu to, càng già càng giàu, năm 2024 tiền vàng ngập két, giàu có, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mệnh. Bính Ngọ hay còn được gọi với cái tên khác là hành lộ chi mã, ngựa chạy trên đường. Năm sinh dương lịch, từ ngày 21 tháng 1 năm 1966 đến ngày 8 tháng 2 năm 1967, mạng thiên hà thủy, nước sông thiên hà, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế, xương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng, cuộc đời được Phật bà Quan Âm độ mạng. Thiên can, bính, tương hợp, tân, tương hình, canh, nhâm, địa chi, ngọ, tam hợp, dần ngọ tuất, tứ hành xung, ý ngọ mão dậu. Bính ngọ nữ mạng, có nạp âm hành thủy, do can bính dương hỏa phép với chi ngọ dương hỏa, ta có can và chi đều cùng hành hỏa, năng lượng hỏa kép. Ngọ cũng thuộc hành hỏa nhân đôi tất cả những đặc tính tốt và xấu của người tuổi Ngọ. Người tuổi Bính Ngọ thường cực kỳ may mắn hoặc hết sức không may. Tuy nhiên, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can Bính dương hỏa kết hợp với chi Ngọ dương hỏa tạo nên thấy tương hòa tương khắc, đản sinh ra những tài năng lớn. Do đó, tuổi Bính Ngọ nữ mạng không những thông tuệ mà còn có sự hơn người, xuất chúng, là người có năng lực đầy đủ, nền tảng vững chắc, gặp may mắn trên đường đời. Xét về mệnh, phụ nữ tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, thuộc mệnh Thiên Hà Thủy, đó là sự thông minh, trí tuệ. Vì trong ngũ đức hành thủy chủ trí tuệ, nước mưa hay diễn đạt một cách bóng bẩy là nước Thiên Hà, là sự kết tinh của hành thủy. Thứ nhất, xét về bản chất vòng tuần hoàn của nước thì hơi nước mỏng manh, tinh khiết, ngưng tụ tạo thành nên nó không lẫn tạp chất dơ chọc. Thứ hai, nước của sông Ngân Hà trên thiên cung, nó khác với nước ở dưới trần gian ở chỗ cao quý, thánh thiện hơn. Thứ ba, khi xét về thiên can địa chi, ta sẽ thấy can bính dương hỏa kết hợp với chi ngọ dương hỏa tạo nên thế tương hòa tương tất, đản sinh ra những tài năng lớn. Dựa vào ba lý do trên, ta có thể thấy người tuổi Bính Ngọ, thiên hà thủy, không những thông tuệ mà còn có sự hơn người xuất chúng. Nước thiên hà tinh khiết, mỏng manh nên những người tuổi Bính Ngọ có tính cách tâm hồn cao thượng, thanh nhã, tinh tế, tác phong cử chỉ lịch thiệp, nhã nhặn. Người tuổi Bính Ngọ, mệnh thiên hà thủy, được biết tới với sự cống hiến không toan tính hay đòi hỏi được đền bù, nước thiên hà gội sạch bụi bặm trần ai, tưới mát cho cây cối muôn loài. Trong cuộc sống, phụ nữ tuổi Bính Ngọ thường là người của công chúng, có cống hiến lớn lao cho đời, nhạy cảm, tinh tế, hay u buồn và tự mâu thuẫn. Bởi bản chất của giọt nước mong manh nên tuổi Bính Ngọ cực kỳ nhạy cảm, tinh tế, khi mưa gió càn khôn ảm đạm nên thân tâm họ mang theo một nỗi buồn cố hữu về nhân tình thế thái. Can chi Bính Ngọ thuộc hỏa, tương khắc với nạp âm thủy, nên tâm tư họ có nhiều điều mâu thuẫn, rất khó lý giải. Những người đứng can bính tuổi Ngọ thường phải sống xa quê mới tốt và cuộc sống có nhiều long đong vất vả. Bính Ngọ có sẵn tính nóng nảy, người khi giận dữ thì như lửa bừng bừng và khi xong lại nguội lạnh. Tuy vậy họ thân thiện, tốt bụng và có nhiều mối quan hệ tốt đẹp nên vẫn có nhiều bạn bè và không mấy khi nhờ vả đến ai. Bởi người này có lòng tự trọng, khí khái và cứng cỏi, họ có ý thức tự lập, tự lực cánh sinh. Nhưng nhìn chung tuổi này, khi còn trẻ tuổi long đong,
Về sau phú quý sống lâu, tính nóng như lửa, hoạt bát, phóng khoáng, vợ chồng cần dung hòa để khỏi phải chia ly. Cuộc sống hậu vận tốt nên cần làm nhiều điều thiện để được hưởng số đời, trong phong lưu tự khoảng đạt, thỏa mãn chí tài của mình. Tiểu kết, nữ giới Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, song vào thời kỳ trung vận và hậu vận thì có nhiều điều tốt đẹp về vấn đề tình cảm. Phần tài lộc, công danh của phụ nữ tuổi Bính Ngọ không hoàn toàn tốt đẹp, bạn thiên về con đường kinh doanh, mua bán hơn là theo đuổi đường công danh. Phần gia đạo có nhiều yên vui, vào thời kỳ trung vận và hậu vận rất tốt, sự nghiệp của bạn sẽ hoàn thành từ trung vận trở đi. Phần tiền bạc sẽ thu được nhiều kết quả và chắc chắn vào thời kỳ hậu vận. Xét tổng quan tử vi nữ mạng tuổi Bính Ngọ trong năm 2024. Thứ nhất, xem tử vi 2024 của nữ mạng tuổi Bính Ngọ theo can chi, ngũ hành. Xét về thiên can, Bính gặp Giáp, bình hòa. Xuất hiện một số cơ hội trong sự nghiệp, có thể là do anh em bạn bè mang lại, nhưng sự thành hay bại vẫn phụ thuộc vào chính sự nỗ lực của bản thân. Xét về địa chi, Ngọ gặp Thìn, bình hòa, hành sự dễ dàng do ít chịu tác động từ ngoại cảnh. Xét về ngũ hành, ngũ hành tương khắc cho thấy dấu hiệu giảm sút về sức khỏe, đề phòng ngừa nguy cơ bị đột quỵ, đương số cần kiềm chế tốt về mặt cảm xúc. Tiểu kết, từ mối quan hệ can chi và ngũ hành, có thể thấy vận trình của nữ mạng Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong năm Giáp Thìn 2024 là bình hòa. Bạn có thể hài lòng với những gì mình đang có, không cần quá bon chen hay tranh đấu mà mệt thân. Năm nay cũng cần đề phòng thị phi, làm tổn hại danh tiếng, sức khỏe có phần sa sút nên chú ý điều dưỡng và chăm sóc. Thứ hai, xem tử vi Bính Ngọ sinh năm 1966, nữ mạng theo sao hạn. Năm 2024 nữ mạng tuổi Bính Ngọ gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú là hung tinh trong cửu diệu niên hạn. Sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, dễ mang tai họa, xuất hành không thuận lợi, chăn nuôi thua lỗ. Người gặp sao Thổ Tú chiếu, nếu không đề phòng sẽ bị tiểu nhân gièm pha, xuất hành không thuận lợi, gặp khó trốn quan trường. Sao Thổ Tú đến với tuổi nào, thường thử thách lòng kiên trì, bản lĩnh của tuổi đó, ban đầu công việc, các mối quan hệ xã hội, có thể không thuận lợi như mong muốn, nhưng nếu bản mệnh có sự chuẩn bị, có tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, thì vẫn sẽ gặt được những kết quả như ý. Về hôn nhân gia đình, dễ xảy ra xung đột, gia đạo hay căng thẳng, bản mệnh mang nhiều tâm trạng, có nỗi buồn man mác, không có chủ định rõ ràng. Do vậy cần nhắc là bỏ bớt cái tôi của mình xuống, cùng chia sẻ với mọi người, mỗi người nhịn nhau thêm một chút thì trong nhà mới yên ấm. Theo tử vi, mỗi năm con người đều có sao chiếu mệnh, may rủi có thời, do vậy bạn cũng không cần quá lo lắng. 6 tháng cuối năm mọi sự sẽ có khởi sắc, đặc biệt những người mệnh thổ lại càng không đáng lo ngại. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao Thổ Tú như sau. Thổ Tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tốn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Vào năm Thổ Tú tinh chiếu, cần đặc biệt chú ý cẩn trọng, tránh bị tiểu nhân gièm pha, lợi dụng, trước khi làm phải đánh giá, phân định rõ ràng, đừng tin người mù quáng mà thiệt thân. Sao này tác động xấu nhất vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch, nếu mưu tính đại sự, nên tránh 2 tháng này để đề phòng bất trắc. Mệnh chủ cũng nên theo dõi tình trạng cơ thể, tuyệt đối không cậy mạnh phung phí sức khỏe, nên hạn chế xuất hành đi xa để tránh gặp nạn. Bên cạnh đó, người bị sao Thổ Tú chiếu nên đề phòng trộm cắp, cướp giật, đời sống tình cảm cũng không quá suôn sẻ. Tốt nhất nên suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, một điều nhịn là 9 điều lành, tránh cãi vã, tranh chấp không đáng có. Trong ngũ hành thì sao Thổ Tú thuộc hành thổ, xét theo quan hệ tương sinh tương khắc, hành thổ thì thổ tương sinh với hành hỏa và hành kim, tương khắc với hành mộc và hành thủy. Thổ Tú hợp màu đỏ, hồng, tím, cam, hành hỏa và màu trắng, bạc, ánh kim, hành kim. Thổ Tú kỵ màu xanh lá cây, hành mộc và màu đen, xanh nước biển, hành thủy. Dựa vào màu sắc hợp khắc với sao Thổ Tú, bản mệnh tuổi Bính Ngọ nữ mạng nên chọn màu hợp nhằm kích thích vận khí may mắn, giúp công việc làm ăn trở nên chia sẻ và hanh thông hơn. Chuyện tình cảm trở nên tốt đẹp và gắn kết hơn, do Thổ Tú là sao trung tính, gia chủ cần mạnh dạn trong công việc kích vận khí, tận dụng cơ hội, may mắn nếu có. Hơn nửa sao Thổ Tú tuy xấu,
nhưng cũng không thuộc ba sao tham chiếu mạng xấu nhất. Để hóa giải vận hạn của sao này, bản mệnh nên tích cực làm nhiều việc thiện, sống thanh tâm, lương thiện, chân thành, không màng công lao mà giúp đỡ người khác. Phúc phần này sẽ được soi tỏa, cuộc sống nhờ vậy mà cũng giảm bớt gian truân, trở ngại. Thứ ba, xem tử vi nữ mạng tuổi Bính Ngọ theo niên hạn là hạn Diêm Vương. Theo cửu diệu niên hạn thì Diêm Vương vừa là hạn tốt vừa là hạn xấu, hạn này chủ về sức khỏe, nhất là nữ mạng. Nam mạng thì đỡ hơn, tốt với những người có sức khỏe bình thường, xấu với những người đau ốm, bệnh tật, phụ nữ mang thai. Theo dân gian có câu thơ sau, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rồi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Căn cứ theo ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn chế vương quốc bất lợi cho những người thuộc phái nữ, đặc biệt là những người mang bầu, sinh em bé, thì hạn chế sức khỏe, thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng, tình hình nặng nhất có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương và biểu hiện của hạn Diêm Vương là gì, thì hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề, thì những người bị đau yếu, bệnh tật, nếu không được chữa trị cẩn thận, cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Tuy nhiên, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ đối với những người bình thường khác. Khi gặp hạn này, thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, bạc tiền hội tụ rất mạnh. Những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn, có thể vong mạng về chầu Diêm Vương, cho nên khi nhắc đến niên hạn này, luôn khiến mọi người lo lắng và bất an. Trong năm gặp phải hạn này, gia chủ cần cẩn thận và chú ý hơn trong mọi việc, nhất là sức khỏe. Những hạn thường gặp khi phải hạn Diêm Vương. Với người đau ốm, bệnh tật, bệnh càng nặng thêm, dù đã điều trị tốn tiền tốn của, nhưng vẫn không khỏi, gặp phải hạn này, sức khỏe người bệnh càng lao dốc, chết chóc kề cạnh. Với người khỏe mạnh, bình thường thì hạn này chẳng ảnh hưởng gì, đôi khi nó mang lại nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Thậm chí công việc ăn nên làm ra, tiền của vật chất đong đầy, cuộc sống trong năm trở nên sung túc, ấm no hạnh phúc. Cách hóa giải hạn Diêm Vương. Nhìn chung hạn Diêm Vương là hạn xấu với trường hợp người bệnh đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải niên hạn xấu, hai đối tượng này cần quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe bản thân nhiều hơn. Với người đau ốm, bệnh tật, khi gặp hạn Diêm Vương, gia chủ nên chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may dẫn đến cái chết. Sau đó cần lập chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức đề kháng, chống bệnh tật. Người bệnh cần nâng cao ý thức rèn luyện thân thể bằng những bài tập thể dục riêng. Những người sức khỏe bình thường gặp phải hạn Diêm Vương thì cần nâng cao tinh thần bảo vệ sức khỏe, tránh sử dụng quá nhiều chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá hoặc các chất kích thích như ma túy. Bên cạnh đó, hãy trau dồi nhân phẩm và kiến thức nhằm phát triển đường công danh, sự nghiệp của bản thân, làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu mà cho đi, không cần nhận lại. Thứ 4. Vận niên năm 2024 của tuổi Bính Ngọ, nữ mạng. Năm 2024, nữ mệnh tuổi Bính Ngọ gặp vận niên chư phùng hỏa. Chư phùng hỏa là vận niên xấu, hình tượng lợn gặp phải lửa. Người tuổi này trong năm dự báo đưa tới nhiều biến cố đột xuất, các khoản thu nhập cơ bản không được như ý, nhưng phải vất vả. Xem tử vi năm 2024, tuổi Bính Ngọ nữ mạng, thấy năm này làm ơn thường mắc oán, chính vì vậy nên an phận. Nếu đoán được thời cơ tốt cho công việc thì cũng cần có sự suy tính kỹ lưỡng, không nên quá vội vàng trước các quyết định. Đường tình duyên trong năm này có thể không nhiều thay đổi, về cuối năm có cơ hội tốt lên, gia đạo được bình an, thịnh vượng. Thứ 5. Xem vận hạn năm 2024, tuổi Bính Ngọ nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2024. Tuổi Bính Ngọ nữ mạng không phạm tam tai, có thể mở mang thêm công việc làm ăn, hứa hẹn nhiều thành công mới. Kim lâu năm 2024. Tuổi Bính Ngọ nữ mạng không phạm kim lâu, có thể mua nhà, làm nhà hoặc đứng tên tuổi tiến hành đại sự gia tộc. Hoang ốc năm 2024. Tuổi Bính Ngọ nữ mạng không phạm hoang ốc khi tiến hành làm nhà trong năm. Tiểu kết. Có thể thấy nữ mạng Bính Ngọ sinh năm 1966, không gặp hạn nào xét về tuổi âm lịch trong năm 2024, nhờ đó,
bản mệnh có thể yên tâm đứng ra tiến hành việc đại sự trong nhà như cưới hỏi của con cháu mà không phải lo lắng gặp vấn đề gì bất lợi. Mọi việc nhìn chung không có quá nhiều khó khăn, có thể đón những bước phát triển mới. Đánh giá chung về tử vi năm 2024, tuổi Bính Ngọ, nữ mạng. Dựa trên mối tương quan về can chi ngũ hành giữa đương số và lưu niên Giáp Thìn, đồng thời xét tác động của hệ thống sao chiếu mệnh mà đoán định được cát hung ở các phương diện cuộc sống của người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng trong năm 2024, chi tiết như sau. Về mặt sự nghiệp, trong năm 2024, người tuổi Bính Ngọ may mắn, không gặp hình hay khắc thái tuế, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt sẽ gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do quý cô Bính Ngọ chỉ cần chú tâm và gắng hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt, tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên, vận trình vẫn cứ đều đều, không tăng không giảm, nhưng nếu đó là sự lựa chọn của bạn, thì cũng không có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý, trong năm Giáp Thìn 2024, thiên can Giáp và Mộc xuất hiện thiên quan, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực. Chẳng những ít sự đồng hành, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá, họa thị phi, điều tiếng gièm pha, có thể ập tới bất cứ lúc nào. Bạn nên hành sự thận trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài, do đó trong năm này, nếu Bính Ngọ nữ mạng mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ, không nên chủ công, lấy tĩnh chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, ắt tự mình gây sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định, theo từng giai đoạn, cái chính là bản mệnh càng cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Về mặt tài lộc, tử vi 2024 nhận định về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Bính Ngọ, nữ mạng, nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn, buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh nhé. Về mặt tình cảm, gia đạo. Năm 2024 được dự đoán không phải là một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của Bính Ngọ, nữ mạng, thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này có thể đối mặt với đổ vỡ, chia ly. Đây là năm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, vợ chồng dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ, nhưng khơi mào những trận tranh luận nảy lửa, chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế. Những lúc thế này, bản mệnh nên bình tâm lại để giữ gìn hạnh phúc gia đình, cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Ngoài ra, vợ chồng nên cùng san sẻ gánh nặng cuộc sống, sẽ ngày càng gắn kết, ít chuyện phiền muộn. Trong năm có thể dành nhiều thời gian cho mình và gia đình nhiều hơn bằng những chuyến du lịch hay đi chơi xa quý cô bác nhé. Về phương diện sức khỏe, bước sang năm 2024, tuổi Bính Ngọ nữ mạng bị hung tinh tang môn, thiên cầu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điềm báo còn dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản.
bản mệnh sẽ khó tránh khỏi những ảnh hưởng bất lợi từ hung tinh gây ra, như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp, kiện tụng, pháp luật mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã, bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng khi tham gia các hoạt động thể chất mạnh hoặc môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý, cô đơn, buồn tủi, khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi phiền lo, dần sinh tâm bệnh, dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm, Bính Ngọ nữ mạng cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải việc gì cũng giữ kín trong lòng, để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng, bệnh tật, ốm đau. Vâng, thưa quý vị, tổng quan tử vi tuổi Bính Ngọ nữ mạng năm 2024 khá cát lành, đón nhận không ít may mắn các phương diện cuộc sống, không có quá nhiều thử thách hay khó khăn. Thậm chí nếu gặp phải trở ngại, cũng có quý nhân ứng cứu kịp thời, nên hành sự thuận lợi, hứa hẹn đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Dưới đây là cách tuổi Bính Ngọ hóa giải vận xui xẻo năm 2024 ở từng phương diện. Về công việc, tuổi này không phạm xung trong năm 2024 nên kế hoạch công việc diễn ra bình ổn, ít trục trặc. Tuy vậy, đây là một năm bình hòa với bạn, chưa có nhiều khởi sắc rực rỡ, vẫn cần phải chủ động, cố gắng nhiều hơn. Nhưng dù sao, đó cũng là tín hiệu khả quan đối với bạn nên hãy cứ quyết tâm theo con đường mình đã chọn. Về tiền bạc, tài chính có nhiều tín hiệu khởi sắc, không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên, nếu hài lòng với mức thu nhập này, bạn chỉ đủ tiền trang trải cuộc sống chứ chưa dư dôi cho lắm. Kinh doanh buôn bán sẽ có lợi, nhưng chớ nên tham lam mà liều lĩnh đâm đầu mù quáng. Về tình duyên gia đạo, ngũ hành xung khắc khiến mối quan hệ vợ chồng mâu thuẫn, đôi khi có xung đột giữa các thành viên, nhưng may mắn không kéo dài và mức độ cũng không quá nghiêm trọng. Bản mệnh cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh rước thị phi, phá hỏng các mối quan hệ. Về sức khỏe của tuổi này có dấu hiệu giảm sút, thể trạng không còn được sung sức, nên dành thời gian chăm sóc bản thân, xây dựng chế độ làm việc và nghỉ ngơi điều độ, rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên để đẩy lùi bệnh tật. Trong năm 2024, nữ mệnh Bính Ngọ gặp sao Thổ Tú chiếu mạng và hạn tuổi là hạn Diêm Vương. Sau đây là cách hóa giải sao Thổ Tú bằng phong thủy. Đồ phong thủy. Trong năm có sao này chiếu mạng, đương số nên treo nhiều đồ vật cát tường, cầu may trong nhà hay dùng thạch trang sức đá quý, ngọc phong thủy màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng để tăng cường cát khí, đồng thời giúp xua đuổi xui xẻo vây quanh. Tâm lý. Việc hóa giải sao Thổ Tú thường xuất phát từ tâm lý lo lắng, nhưng nếu giải tỏa được điều này, không có gì phải lo nghĩ nhiều. Việc hóa giải chủ yếu dựa vào năm, nên chỉ cần làm những việc tốt để bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái, còn có tác động lớn hơn là tổ chức cúng lễ lớn. Cuối cùng là thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Bính Ngọ, nữ mệnh trong năm 2024 này. Cuộc sống càng ngày càng khắc nghiệt hơn, điều quan trọng là phải tự mình học được cách đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, lấy đó làm động lực, rèn luyện bản thân ngày càng vững mạnh, trưởng thành trước sóng gió. Cách vượt qua khó khăn là đi xuyên qua nó, đối mặt với khó khăn chớ nên rối trí, cứ xem đó là cơ hội để chúng ta rắn giỏi, cứng cỏi hơn, trưởng thành hơn, với một tâm thế sẵn sàng luôn tự tin vào khả năng vượt qua của mình. Chắc hẳn bạn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn nhiều và dễ dàng tìm ra cách để giải quyết những vấn đề khó khăn đó. Điều quan trọng là không khó khăn nào là mãi mãi và thực tế là hết khó khăn này. Đến khó khăn khác, hãy xem đó là lẽ thường của cuộc đời. Chúc quý vị luôn vững vàng và mạnh khỏe vượt qua sóng gió của cuộc đời. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội vàng giúp tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình.
Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.